Người dân hiến đất làm đường, nhiều khán giả đã chia sẻ câu chuyện này tới Alo Chào Buổi Sáng. Trong đó có câu chuyện tại làng Phụng Nghiêm, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Vì sự phát triển chung của làng thì nhiều hộ dân không chỉ hiến đất mà còn tự nguyện đóng góp tiền làm đường bê tông. Và phóng viên Alo Chào Buổi Sáng đã về địa phương để ghi nhận. Ông Liễm cho biết, con đường trước mặt nhà ông chỉ rộng 2 mét, đường xấu, xe cộ đi lại lại rất bất tiện. Để thuận lợi cho giao thông và xe vận chuyển nông sản vào tận ruộng, thôn và xã đã vận động gia đình ông hiến gần 120 mét đất để mở rộng đường thành đường 4 mét. Không có tiền đền bù hỗ trợ, thậm chí còn phải tự đập hàng rào cũ và mất thêm 20 triệu đồng để xây hàng rào mới, đóng góp tiền để đổ đường bê tông. Thế nhưng ông Liễm và các thành viên trong gia đình vẫn đồng thuận. Đất thì rất dài, khi vào thì nói thật ra nó cũng có cái băn khoăn, mình cũng có thể là thiệt hại này khác, nhưng mà ông thống nhất theo cái chủ trương chung, mình phải thực hiện để cùng với bà con để xây dựng nông thôn mới. Để đổ bê tông đường, ngoài hỗ trợ của nhà nước là 40%, số tiền còn lại do người dân tự đóng góp, mỗi người là 3,5 triệu đồng. Như gia đình anh Hưng, với 7 nhân khẩu, ngoài việc hiến 60 mét mặt đường và bỏ tiền tự xây lại hàng rào, còn phải nộp gần 25 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ đối với một gia đình thuần nông. Đông khẩu thì chắc phải cũng phải nợ lại và còn vay mượn để làm con đường để mình đi lại cho nó sạch sẽ, khang trang nữa. Thì đến việc đó là mình cũng phải cố gắng chứ. Mỗi người cố một tí thôi, chứ còn nếu mà đợi mà có hết mà làm luôn thì chắc là cũng lâu không thể có được. Rồi mình cứ vay mượn xong là mình làm rồi mình lại trả dần. Đại diện làng Phùng Nghiêm cho biết, hiện một cây số làng đã được người dân hai bên đường tự nguyện hiến đất để mở rộng. Tuy nhiên thì trăn trở nhất hiện nay là làng ít dân nên mức đóng góp trên một đầu người hiện đang cao gần gấp đôi so với các thôn khác. Ở đây là phải nói với nhân dân là mình tranh thủ được cái sự hỗ trợ của nhà nước. Đấy, không phải lúc nào cũng có. Thế cho nên là mình cố gắng lên, được sự đồng thuận cho nên là mọi công việc tiến triển rất là nhanh. Công là toàn bộ nhân dân là ra là đứng ra làm là không có công cán thì 100 hộ là người ta ra làm cả 100. Dự kiến trong vòng 4 ngày nữa, toàn tuyến 1 km đường làng sẽ hoàn thành việc đổ bê tông, kỳ vọng mở ra một cơ hội giao thương phát triển kinh tế cho hơn 750 hộ dân vốn sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp tại làng Phùng Nghiêm.